第十五课，新年就要到了。课一，在朋友家。今天是12月20日，20日。新年就要到了。新年你准备做什么？准备做什么？我想去北京旅游。北京很不错，我去过一次。我去过一次。买票了吗？你买票了吗？还没有呢，明天就去火车站买票。日，新年，票，火车站。火车站。hôm nay là ngày 20 tháng 12, 今天是12月20日。20日，năm mới sắp đến rồi, Xin chào. chưa giờ tao rồi. Năm mới bạn chuẩn bị làm gì? Nghĩ chuyện này cho sợ. Tôi muốn đi Bắc Kinh du lịch. Xin chào. Xin Bắc Kinh rất là đẹp, phú chuộng tôi đã đi qua một lần. Thế sự bạn đã mua vé chưa? Mày theo lên mà. Mới theo lên mà vẫn chưa mua. Khai mấy hiểu nữa. Ngày mai thì đi tàu hỏa, đi đến trạm tàu hỏa mua vé, hay gọi là nhà ga đó, của chưa chạy phải không? Nhà ga ở Trung Quốc có to như cái sân bay ấy. Nó rộng đông dân. 课文二，在公司。时间过得真快，时间过得真快，新的一年快要到了。新的一年快要到了。是呀，是谢谢大家这一年对我的帮助。谢谢大家这一年对我的帮助。我的帮助。希望我们的公司明年更好。希望我们的公司明年更好。大家大家。更。thời gian chảy trôi qua thật là nhanh. 时间过得Chân quả. chân quả Một năm sắp đến rồi, một năm mới sắp đến rồi. Xin thì ý nghĩa là một năm mới đúng không ạ? Đúng vậy. Cảm ơn mọi người năm nay đã giúp đỡ tôi. Cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người trong năm nay đối với tôi. Đúng rồi, tôi hiểu tập bằng trụ. Hy vọng là công ty chúng ta năm sau sẽ tốt hơn. Xin chào và hẹn Minh Nhán, cân khảo. Cân khảo. Ừ. 课文三，在车站。你妹妹怎么还没来？都8:40了。我们再等他几分钟吧。再等他几分钟吧。都等他半个小时了。等他半个小时了。他来了。他来了。我听见他说话了。我听见他说话了。妹妹，妹妹。妹妹，em gái của bạn tại sao vẫn chưa đến? 你妹妹怎么还没来？Thấy mấy lái đã 8:40 rồi, sự xử là chúng ta đợi thêm cô ấy vài phút nữa đi, tiếp tục cái dùng chữ trải trải để tiếp động từ, tức là đợi, rồi bây giờ lại tiếp tục đợi trải tầng ta chỉ phân chung và trải biểu thị sự lặp lại ở trong tương lai, nhưng mà mình dịch là tiếp tục thì sẽ dễ hiểu hơn.
tiếp tục à, đã đợi cô ấy nửa tiếng đồng hồ rồi à, cô ấy đến rồi, tôi nghe thấy cô ấy nói Tình chính hiện đồng hồ sự. Khơ bẩn sư. Tại cà phê quán mân khẩu. Thiên yên lọ. Ủa yêu. Hồi chú lọ. Mấy quan xì. Ủa dô công cộng chi chơ. 阴。À, trời dâm rồi à, chúng mình về đi à, tôi sắp phải về rồi thì đúng rồi của giao phải chị là giờ thôi à, sắp mưa đến nơi rồi Ai đâu xem quay ao sao ủy là à, bạn ở trên đường đi chậm một chút để lưu sang màn đèn được màn đèn à, không vấn đề gì để qua chị tôi đi ô tô buýt à, được thôi tạm biệt hảo tớ trai trẻ hảo tớ trai trẻ rồi em là A sữa A Kasumi tại đi không Hôm nay là 12 tháng 20, xin nhận chiêu giao tao là Kim Nhiễm, nhí chuẩn bay chưa sớm mà. Tôi sẽ đi Bắc Kinh du lịch, Bắc Kinh rất là Nữa mình đi chưa? tốt. Tôi đi qua một Nhí mải票 rồi mà. lần, chưa có đâu, ngày mai sẽ đi xe buýt mua vé. Em ăn. Sách. Chiều trên qua từ chân khoai, xin tới y nén khoai nhau tao lợi. Sư à, xin xỉa, ta cha chưa y nén tây của tức bang chủ. Chi quang của văn thống công sư mình nhấn cân khảo. San, nỉ mây mẩy chẩn bằng hải mấy lái. Tâu phát tiện, sư sứ lợi. Của văn trai tổng ta chỉ phân trung ba. Tâu tổng thập phan cơ xảo sứ lợi. Ta lái lợi. Của thinh chiên tha sơ qua lợ. Sư thiên in lợ của giao với truy lợ. Hảo tơ, quay giao xe ngủ, quay giao xe ủy lợ, nỉ lưu sang ban tiện. Mấy quan sĩ của chùa cũng cũng chỉ chưa. Hảo tơ, trai chuyện. Đó, thế nào? Bạn anh đào, bạn Việt nào? Anh nào là A, Diệp là B. Đừng nói. Hãy tưởng là ông nói gì. Xin nén Mỹ chuẩn bị cho sân mơ. Tôi sẽ đi Bắc Kinh du lịch, Bắc Kinh, Bắc Kinh rất là phú chua. Tôi đi qua một sự. Đi mải theo lơ mà. Hai mấy hiểu đâu, mình chân chưa truy của chưa chan mải theo. Chứng treo của tờ chân khoai xin tờ y nhắn khoai giao tạo lâu. Xin Xin hoa của mình tờ cung sư mình thân không khó. Những bây mà chuyện mơ hai mấy lái tâu ba tiện sư sử lâu. của mình trai tổng tha chỉ phân trung ba Tâu tưởng tha ban cưa sở sứ lâu. tha lái lơ của tinh chen tha xua hoa lơ Thế nhìn lo, của giao phải truy lo. ở coi eo xe ủy lơ để lơ sang man tiền Mấy quan sĩ của chùa không cùng chỉ chưa? họ tôi chờ xem ừ thế nào xin bạn Nguyễn Trinh nè Trinh ơi Vâng ạ. ờ, đọc cả ba bài đúng Là một mình à đấy. rồi bốn Đi. bài
今年是12月20日，今天是12月20日，今年就要到了。今年你准备做什么？我想去北京旅游，北京很不错，我去过一次。你买票了吗？还没有呢，明天就去火车站买票。啊，时间过得真快，新的一年快要到了。是啊，谢谢大家这一年对我的帮助。希望我们的公司明年更好。三，你妹妹怎么还没来？都8:40了，我们再等她几分钟吧。都等她半个小时了，她来了，我今天她说话了。四，天阴了，我要回去了。好的，快要下雨了，你路上慢点。没关系，我坐公共汽车。好的，再见。Nên chết anh nhá, cầm 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 4 bài luôn. Hiện tại là 20 12月20日, xin nhắn. Chưa yêu tao là triệu yêu chưa yêu tao là xin nhắn lý chuẩn bị. nhỉ chuẩn bị chua sớm mà của sản truy Bắc Kinh lưu yếu Bắc Kinh hẳn不chua错，của chưa có ý sự一次，chưa có ý去sự过一次，của chưa có ý sự Nhi mải theo là ma hai mấy yếu nè 明天就去火车站买票。火车站。火车站买票。时间。时间过得真快，新的一年快要到了。是啊，谢谢，大家这一年对我的帮助。希望我们的公司明年更好。别装厉害。你妹妹怎么还没来？都8点40了，我们再等她几分钟吧。都等她半个小时了，他来了，我听见他说话了。啊，还有第四个。天阴了，我要回去了。好的，会要下雨了。你路上慢点儿，没关系。我坐公共汽车。好的，再见。再见。那叫动作的状态，要什么了？trạng thái của động tác sắp xảy ra, cấu trúc diễn tả trạng thái của hành động yào sầm lơ, dùng khoai yào hỗ trợ khoai hỗ trợ chưa yào hỗ trợ yào sầm sầm lơ表示某事将要发生, ví dụ cấu trúc khoai yào sớm lơ, khoai sớm lơ, chưa yào sớm lơ, và yào sớm lơ được dùng việc sắp xảy ra, sắp diễn ra. Ví dụ như là thế này, lớp đọc cho thầy. Của chưa khoai yào lái lợ. Tức là tàu hỏa sắp đến rồi. Yào xa ủy lợ. Sắp gì? Sắp mưa rồi. Xin đợi y nén khoai yào tạo lợ. Xin được ý nhắn khoai Một năm mới sắp đến rồi. Đây là khoai. Hỏa chợ khoai yao lái lợ. Yao xa ủy lợ. Xin đợi y nén khoai yao tao lợ. No.
如果句子中有时间状语，只能用就要什么了。例如，人家讲了，人家跟我讲了几thời gian，几thời gian 就是你từ xác định的 thời gian，例如là tháng này、năm sau、tháng sau ấy。Thì đã dùng cấu trúc là就要什么了，那phải thêm cái từ就trước từ要。Thì cái này nó có quy định như thế nhưng cũng không quá là phải bắt buộc đâu nhé. Mới học cơ bản là thế thôi, chứ nâng cao thì học cũng dùng loạn lên chứ không đến mức là phải căn ke này chính xác gọi là chiêu dạo lơ. Người ta hiểu như vậy. Tiếng ngữ pháp tiếng Trung nó không chặt chẽ như là các cái ngôn ngữ khác đâu. Và lớp có thể này, xa cơ yue, của mình chiêu dạo khuấy của lợ. Sau cái này, bọn mình chưa giao khỏe của Tháng sau là chúng tôi phải về nước rồi. Mình khen chia chạy chưa giao chỗ lợ. Mình nghe chị xem chưa giao Năm tới thì chị sắp phải đi rồi. Xa cơ sinh chi của mình chưa giao khảo sư lợ. sau cái xin chị bọn mình chưa Tức là tháng sau thì chúng tôi sắp phải thi rồi. Vâng. Xa cái về của mình chiêu lái回国了Của mình chưa giao khỏi của lợ.我们就要回国了。明天姐姐，就要做了，Chậu lợ.走了。下个星期，我们就要考试了。Chưa giao khảo sư. Tâu sầm lơ, cấu trúc tâu sầm lơ đã cái gì đó. Tâu sầm lơ khi đó sự ý chính the ý sự. Thông thường khán nhiều chém theo của không mạng từ ý chỉ, ví dụ. Thì tâu sầm lơ có nghĩa là đã, thường được dùng để nhấn mạnh và diễn tả thái độ không hài lòng, bất mãn đấy. Không mạng là bất mãn. Lớp đó cho thầy. Tâu ba tiền lợ. Khoai tiền chỉ choáng bảo. Đã 8 giờ rồi, mau thức dậy thôi. Tâu ba tiền nỉ tâu sứ xuây lợ. Có ý chứ chỉ xì y phủ lợ. Bạn đã 10 tuổi rồi, con đã 10 tuổi rồi, có thể tự mình giặt quần áo được rồi. Tâu tẩm tha ban cơ sẻo sứ lậu. Đã đợi cô ấy cả nửa tiếng đồng hồ rồi. Anh Nhung. Tâu ba tiền lợ. Khoai tiền. Khoai tiền chỉ choáng ba. Nì tâu sứ xuây lợ. Cơ y chứ chỉ xì y phủ lợ. Tâu tẩn tha ban tiền xào sứ lợ. Ban cơ sẻo sứ. Ban cơ xào sứ lợ. Rồi, tiếp theo 15.5. Rồi, ta đọc theo băng đi. Nào cũng có băng rồi, đúng không? 用八和妈构成的疑问句的句调。一，这本书是你的吧？这本书是你的吧？ Trong trường hợp này, ba với ma là cùng chung cách dùng với nhau nhé. Đều là dùng để hỏi. Nhé. Ba và ma đều dùng để hỏi. Nên lưu ý. 这本书是你的吗？这本书是你的吗？二，明天是星期二吧？明天是星期二吧？明天是星期二吗？明天是星期二吧？三，你买票了吧？你买票了吗？你买票了吗？Cửa sách này là của bạn có phải không? Ngày mai là thứ ba có phải không? Bạn đã mua vé chưa? Đúng không ạ? Rồi, mời bạn đào đọc lại cho thầy ba câu này. 一, 这本书是你的吧? 二, 明天是星期二吧? 三, 你买票了吗? Tiếp theo. Đỉnh núi này, hôm nào gọi lĩnh. Lĩnh. Âm ấy về là lĩnh ấy. Truy. Đây là cũng khu vực miền núi. Truy. Bầu trời thì thiên. Chồng phu san lĩnh gọi là lĩnh truy khu san trong công lượng sơn lĩnh tợ mấy hiểu lắm chữ cái sẽ chuẩn chỉ lắm tớ dở sách bài tập thế nào.
第十五课，新年就要到了。一，听力。第一部分，第一到五题，听句子判断对错。例如，我们家有三个人。我们家有三个人。小朋友，我每天坐公共汽车去上班。我每天坐公共汽车去上班。一，明天我要去火车站买票。明天我要去。去火车站买票。Ngày mai tôi phải đi tàu chạm xe hỏa để mua vé. 二，新年快要到了。新年快要到了。我想和朋友一起去旅游。我想和朋友一起旅游。Nhung dịch luôn cho thầy được, tâm mic. Ở năm mới sắp đến rồi, tôi muốn cùng với bạn đi du lịch. 新年快要到了，我想和朋友一起去旅游。新年快要到了，我想和朋友一起去旅游。三，旅行cũng thế, đi du lịch, đi du lịch đều được. 他在公共汽车上呢。他在公共汽车上呢。我们等他一会儿吧。我们等他一会儿吧。他在公共汽车上呢。他在公共汽车上呢。我们等他一会儿吧。我们等他一会儿吧。用这个。cô ấy đang ở trên xe rồi. Chúng ta đợi cô ấy thêm một chút nữa. 今天天气不太好。今天天气不太好。有点阴。有点阴。今天天气不太好。今天天气不太好。有点阴。有点阴。Thời tiết năm nay không được tốt.Thời tiết hôm nay không được tốt. Nếu điện in in cái gì đấy? In âm u. À, hơi âm u. Hơi âm u. Wang Fang 是我妹妹. Wang Fang 是我妹妹. 她的歌唱得非常好. 她的歌唱得非常好. Wang Fang 是我妹妹. Wang Fang 是我妹妹. 她的歌唱得非常好. 她的歌唱得非常好.Đào là dịch cho thầy được. Vương Phương là... Vương Phương là em gái. Là em gái tôi. Hát rất, hát cực kỳ hay ạ. Nào, Diệp đọc lại câu 1. Mình xem bố yêu chơi hóa chơ. Chàng, mái phèo. Chơi 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 nên mái phèo. Câu 2 là Trinh rồi. 新年就要到了，我想和朋友一起去旅游。三，他在公共汽车上了，我们等他一会儿吧。一会吧。一会吧。用四。四，今天天气不太好，有点阴。阴。那。王芳是我妹妹，她的唱，她的歌唱，他的歌唱的非常好。非常好。Rồi từ các câu sau chúng ta nghe và đọc nhẩm theo là được. Đấy, sẽ không dừng nữa, để nó nhanh. 第二部分。Rồi, tôi đọc và dịch lại luôn. 第六到十题，听对话，选择与对话内容一致的图片。3, 你好，你还得跟1接。例如，你喜欢什么运动？我最喜欢踢足球。Luôn nhớ là phải nghe và đọc theo. Nhưng mà chúng ta bớt cái thực hành cái việc ở trên lớp thì nó khá tốn thời gian. 六，你好。
我的车出问题了，你们能来帮我看一下吗？ 好的，请告诉我您在哪儿。 六，你好，我的车出问题了，你们能来帮我看一下吗？ 好的，请告诉我您在哪儿。 Ta cứ nghe vì nhiều cái dần dần nó phải chủ động. Đấy. Học cao là chủ động chi đâu 6点了，你怎么还不回家？ 我在想晚饭吃什么呢？七，都6点了，你怎么还不回家？ 我在想晚饭吃什么呢？ 八，这是你妹妹让我买的火车票，你能帮我给她吗？没问题，我一会儿就给她。八，这是你妹妹让我买的火车票，你能帮我给她吗？没问题，我一会儿就给她。 九，快要下课了，还有哪位同学有问题？九，快要下课了，还有哪位同学有问题？老师，我想问一个问题。 十，你的狗怎么不吃东西了？它这几天病了。十，你的狗怎么不吃东西了？它这几天病了。 Trinh nhỉ, đọc phải câu 6 và dịch luôn. 六，你好，我的车出问题了，你们能来帮我看一下吗？ 好的，请告诉我您在哪。 Xin chào, tôi muốn hỏi về cái xe của tôi. Bạn có thể giúp tôi xem một chút không? Được. Xin nói cho tôi biết là bạn đang ở đâu. Hắn hỏi cao su nhé, su nó không có lưỡi. À, cao su. Rồi hỏi em là Nhung rồi. Chi, tôi lưu tiền lắm. Nếu chẳng mất hai mấy lái, chỉ mất hai phú khuấy cha. Mình phụ phải chưa? Của cha chẳng quản phang chưa sớm mơ đâu. Đã 6 giờ rồi, bạn sao vẫn chưa về? Tôi đang nghĩ xem tối nay ăn gì. Nào? Bà, chưa sư nỉ mây mẩy rang của mải tơ của chưa phèo. Ní nấng bạn của kể tha ma. Mấy vấn thí của ý khuẩy chiêu kể tha. Đây là vé tàu hỏa mà em gái bạn nhờ tôi mua giúp. Bạn có thể cầm giúp cho cô ấy được không? Không vấn đề gì, một chút nữa thì tôi sẽ mang của. Khoa giao xe khứa là hãy hãy giao là cái thứ Nào gì vậy? nào quay chúng sẽ giao vấn thí lão sư của sắp hết giờ học rồi còn có Còn nó bạn bạn nào? nào có câu hỏi không? Thầy giáo
Em có muốn hỏi một câu. Ừ, đúng là một câu phải nào đào đâu đi xứ Sứ nị tợ khẩu chuẩn mơ vu sư tung sĩ lơ tha chưa theo pin lơ chưa chỉ thiên. chưa chỉ theo pin lơ Ừ. cái con chó này Con chó của bạn con chó của bạn tại tại sao lại sao không ăn? không ăn nó đang mấy hôm nay nó đang bị ốm ạ. Thì sao đã hiểu cách làm chưa? Ta phải đọc nhanh nhưng dịch nhanh nhé, giống như áp lực cuộc đời ấy. Phải tua第nhanh三部分，第11到15题，听对话，选择正确答案。例如，小王，这里有几个杯子，哪个是你的？左边那个红色的是我的。小王的杯子是什么颜色的？11。新年快要到了，你准备做什么？我听说北京很不错，我想和妈妈一起去北京旅游。女的去过北京吗？11。新年快要到了，你准备做什么？我听说北京很不错，我想和妈妈一起去北京旅游。女的去过北京吗？12。你不是想回家过新年吗？买票了没有？还没有呢，明天我就去火车站买。女的想买什么票？12。你不是想回家过新年吗？买票了没有？还没有呢，明天我就去火车站买。女的想买什么票？13。都等了半个小时了，公共汽车怎么还没来？上班时间，路上车多，再等一会儿吧，就快来了。公共汽车来了没有？13。都等了半个小时了，公共汽车怎么还没来？上班时间，路上车多，再等一会儿吧，就快来了。公共汽车来了没有？14。快要下雪了，我觉得比昨天更冷了。没关系，我穿的衣服比昨天多。今天天气怎么样？14。快要下雪了，我觉得比昨天更冷了。没关系，我穿的衣服比昨天多。今天天气怎么样？15。儿子，多吃菜啊。好，您做的菜
比饭店的还好吃。 他们最可能在哪儿说话？ 15。儿子，多吃菜啊。好，您做的菜比饭店的还好吃。 他们最可能在哪儿说话？ 新年快要到了，你准备动什么？做什么？啊，做什么？我听说北京很不错，我想和，我想和妈妈一起去北京旅游。北京。你都去过北京吗？去过。唐诗碑。 没有，去，很不错，这后面的不过了，这，我错了，这，我错了，怎么样？也没字，读不进来，再就没好。那没字，没，也没空，再，还没个字，没好，估计来，再。这样，是啊。你不是想，你不是想回家过新年吗？买票了没有？ 还没有呢，明天我就去火车站买，问你的想买什么票。 Bạn không có phải dịch luôn không thầy? Không, trả lời luôn thôi. À, nữ tớ想 买 火车票。 Một số phiếu thì hồi đá thì chứng minh mình tổ rồi. 13. 13. Tôi tưởng là bán cái xảo số là công công chi chưa chẳng mà hãy mấy lái. Sang ban sử chiên ở lưu sang chưa tua. Chai tưởng ý khua bảo chiều khoai lái là. Vân công công chi chưa lái là mấy hiểu. À, công công chi chưa hãy mấy lái. Ừ, hai mươi lại đó. Khoai giao sao sẽ lờ. Ủa chế tơ bị chúa thiên cân lẳng lờ. Mấy quan gì? 我穿的衣服比昨天多。今天天气怎么样？今天天气不太好，快要下雪了。嗯，看到。是。孩子，多儿吃，子，儿子。儿子，多吃。菜，多吃菜，多吃菜吧。好，好，想，您做的菜比饭店比饭店的还好，好还吃，好吃。饭店，饭馆的饭店，那个那个去饭店。问他们，给听听听听，他们他最可们能最的人，最可能在哪儿？说话。他们在，在家。在家，在家说话，阅读了，阅读部分的，很简单，对吧？很简单，这叫哪16。16，小王怎么来？小王怎么还没来？都快10点了。请问在下午就得打磨一下做答案是 B。17接了，妹妹还没睡觉，正在看电视呢。但是这应该都vẫn chưa ngủ và đang xem TV 啊。cái mic của Diệp không rõ lắm, sao ông thay cái mic khác nhé, một tai nghe khác nhé, một phần nó giọng em đọc nó cứ lí lô nhau như cái từ trang trại, thầy nghe không rõ đọc là gì đâu, đang đây này. Nói Trinh ạ. Thứ ba. 18，你都玩了1个多小时的手机了，快点工作吧。答案是一。bạn đã chơi hơn 1 tiếng, đã chơi điện thoại hơn 1 tiếng rồi. Làm việc một chút đi.
Mau mau đi làm đi, nhưng mà làm việc một chút đi. À, khoai được. Khoai đẹp đọc, nhưng mà Sớ chiều, phi tráng hoan khoai đỉnh, gì nghỉ lái của mân cung sư cung chua. Nhiệt liệt chào mừng bạn đến công ty của chúng tôi làm việc. vậy? A chứ, 我觉得你姐姐比Lý你chị你姐姐比你妹妹更漂亮。Tôi cảm thấy chị gái của bạn càng đẹp hơn em gái của bạn. không hiểu là à sĩ khen ít là Thiên thiên yên là khả năng giao xe rồi là của mình khoai chả hồi cha bà nghĩa là trời âm u quá, khả năng là sẽ có mưa, chúng ta nhanh nhanh về nhà thôi. thế theo ở sự ở đào nữa. Tôi hơn西瓜，但是我更喜欢吃西瓜。Tôi thích ăn táo nhưng mà tôi cũng thích ăn dưa hấu ạ. Thích ăn dưa hấu hơn. Tiếp theo Diệp là sao? Xin chào Bắc Kinh rất đẹp, tất cả đều muốn đi Bắc Kinh du lịch. Phan Phan Sư C, tôi nghe nói Bắc Kinh rất đẹp và mọi người đều muốn đến Bắc Kinh du lịch. Đó. Và trinh nữa. À, sư sư. 24, xin chào tất cả, chơi năm tôi của tôi bao chủ, tám sư đi, cảm ơn mọi người một năm qua đã giúp đỡ tôi. Đó. Nhưng mà 25, 今天是12月28号了, xin nhận quay giao tao là hôm nay đã là 28 tháng 12 rồi, năm mới sắp tới rồi. 26, 我看过那个电影还不错，但是我更喜欢今天这个电影，太有意思了。今天的电影更好。Tôi đã xem xem bộ qua phim bộ phim đó. tôi đã xem qua bộ phim đó rồi, không tồi, nhưng mà tôi thích cái bộ phim ngày hôm nay hơn, rất là hay. Bộ phim ngày hôm nay hay hơn thì tán sư.27, 我弟弟在一家电脑公司Đó là cơ công chuộng.找了个工作。今天是他第一天，上班。他早上6点追起床了。就6点就起床了。弟弟今天开始，上班，开始。开始。弟弟今天开始上班。答案是，对。23 đến đào. 28，我每天早上都出去跑步。昨天天气不太好，是阴天。等我跑回家时天晴了。昨天下雨了。thời tiết hôm nay không được tốt lắm. Hôm qua thời tiết Tôi mỗi ngày đều ra ngoài chạy bộ. Thời tiết ngày hôm qua không được tốt lắm là trời rất mát đúng không? Đợi tôi làm sao? Khi mà chạy về nhà thì trời đã nắng đã rồi. nóng rồi. Hôm qua thì trời mưa. À, trời mưa tôi mà. Tôi đúng không? À, trời mưa mà. Nên chị Thu Hảo đấy. Nhưng mà không mưa nhỉ? Không sao vậy? Không mưa. Chỉ là không tốt nhưng không nghĩa là không có mưa. Ok. Diệp nào. Diệp chạy bao giờ Trinh nào.
29了。29，火车站前面有个1元店，在哪1块钱就可以买一件东西。我都去过很多次了，1元店的东西很贵。Ga xe lửa, đứng trước ga xe lửa thì có một cửa hàng 1 đồng. Ở đây thì có thể mua được một đồ vật, 1 đồng thì có thể mua Được một thứ. một thứ. Tôi thì đã đi qua rất là nhiều lần. Cửa hàng 1 đồng, đồ của cửa hàng 1 đồng thì rất là đắt. Tán sư chùa. Ừ, sữa chua nào? Nhau, nhung. Sữa. Ra sứ, của lái Bắc Kinh. Ỷ Trinh San Khơ Tua Yê Lợ, Xa Cơ Yê Của Chiêu Yao Khuấy Của Lợ, Tha Khở Nấng Chai Bảy Trinh Chu Sư Cơ Yê. Án Sư Tuệ, tức là tôi đã đến Bắc Kinh hơn 3 tháng rồi. Tháng sau thì tôi sẽ trở về nước tôi sẽ về nước. Anh ấy có thể ở Bắc Kinh 4 tháng. Thì em nghĩ là Đây. Tiếp theo. Sao sự y. Sao sự y Chọn câu nào? Nhung như nhắc tranh đi. đây chưa sư của thì ơ sự Thứ lại thì ơ sự lại Bắc Kinh xi quan chưa xi quan chưa sư nỉ nâng chai nỉ nâng chưa. nỉ chứng chai chưa tua chu chỉ chen. Đây là lần đầu, đây là lần thứ hai mà tôi đến Bắc Kinh. Mong là lần này bạn có thể ở lại nhiều vài Thêm vài ngày, ngày thêm vài nữa. ngày nữa. Rồi. Theo đào nào. Được Không chưa? ạ. Sử ơ, đang ở sớm mơ sử hậu khai sử tá sư ép sử phân chung ủy khô chưa chưa giao khai sử lâu. Cái bộ phim này khi nào thì bắt đầu? 10 phút nữa thì có thể bắt sẽ 10 phút nữa sẽ bắt đầu ạ. Wow. Sau 10 phút nữa đều được. Diệp đó. Sao sửa sao? Của tôi sang rước khoai giao tàu lâu. Hán sư C. Thì tôi sang rước sư chỉ yêu chỉ học. Của mất ý chỉ chưa phan ta. Sinh nhật của tôi sắp đến rồi. Sinh nhật của bạn là ngày nào vậy? Chúng ta cùng đi ăn cơm nhỉ? Đấy. Nếu đọc chữ khảo thành 4 nhá, Diệp nhá. Trinh Dạ. nào. Sao sứ sư? Xin nhắn qua giao tao lơ. Lý chẳng cơ ta cha y chỉ truy lùi yếu mà. Tán sư Khứa. ấy. Đọc là khứa, phải là khương. Khứa ta chết. Cửa ta cha y chỉ truy lùi yếu mà. Tán sư ấy. Quá chẳng xin nén tơ sứ khâu siêu si. Nỉ mân chưa chỉ truy quán ba. Năm mới thì sắp đến rồi. Bạn có muốn cùng mọi người đi du lịch không? Khi mà năm mới thì tôi muốn nghỉ ngơi một chút. Các bạn đi một mình đi ạ. Đúng rồi. Nhung rồi. Ở 35, tán sư bi, chưa trên y phục tớ giản sự của bố chỉ khoan. À, mấy quan sĩ của mân trai truy bé tớ sang tiên khăn khăn bảo. À, bộ quần áo này, màu sắc của bộ quần áo này tôi không thích. À, không sao, chúng ta có thể đi xem các cửa hàng, có thể đến các cửa hàng khác xem thêm. Ừ. Đó, tiếp theo phần ngữ âm đang nghe đọc theo phần này.三、语音。第一部分。第一题，听录音，注意句末的升降调。一。这本新书是你的吧？这本新书是你的吧？二，你们明天有汉语课吗？你们明天有汉语课吗？三，
王老师今天不来学校了吧？王老师今天不来学校了吧？四。你们是坐一点的飞机吗？你们是坐一点的飞机吗？第二部分。第二题，听录音并跟读下列句子，注意句末的升降调。一，晚上十点，商店还开门吗？二，太晚了，商店已经关门了吧？三，这件衣服这么贵，你还想买吗？这件衣服这么贵，你还想买？四，跳舞的那个女孩是你妹妹吧？跳舞的那个女孩是你妹妹。嗯，好。Là anh Thanh Hùng đó, câu 1. Chưa bản xin su是你的吧? Nghĩa là? Cái quyển sách mới này là của bạn phải không? Đó, rồi, đào rồi. Nhi mân mình chân hiểu Hàn Vũ Hư mà. Ngày mai chúng ta có cái có môn tiếng Hán. Các bạn ngày mai có giờ học tiếng Hán không? Diệp nữa. San nào? San, ông giáo sư, hôm nay không đến trường nữa ba. Thầy Vương hôm nay không đến lớp rồi, không đến trường rồi. Trinh nào? Thứ tư nào? Nǐmēn shì zuò yìdiǎn de fèqì má? Các bạn thì ngồi máy bay một tiếng phải không? Được, đúng rồi. Ngồi chuyến lúc một giờ có phải không? Y tiền cái phay chi chứ không phải là chỗ phay chi chỗ ý cơ xảo sứ. Nếu em nói là đi máy bay một tiếng thì nói là nhỉ mà chỗ phay chi chỗ ý cơ xảo sứ. Đây là bay chuyến một giờ. Đấy, bay chuyến một giờ nó khác nhau hoàn toàn đấy. Vâng ạ. Đó, Nhung nào, cầm mic cho anh. Y, buổi sáng 10 điểm sang sang tiên khai. Hái khai mến ma. Đã 10 giờ muộn. 10 giờ tối ạ. 10 giờ tối rồi cửa hàng vẫn chưa khai mở cửa sao? Chưa giờ? Mở cửa à? Chưa mở cửa hay sao? Ủa, 10 giờ tối rồi. Hai quán lơ, sang tiên ỷ trinh khoan mấn lơ ba. Đã quá muộn rồi. Cửa hàng đóng cửa rồi. Đã đóng cửa rồi. Chính đi. Chưa chen y phủ, chấm mơ khoai, chấm mơ quay. Chưa chen y phủ, chưa mơ quay. Nhi hái xiang mãi mà. Nhi hái xiang mãi. Nhi hái xiang mãi mà. Bộ quần áo này sao đắt thế? Bạn vẫn còn muốn, bạn có muốn mua không? Vẫn muốn mua không? Tiếp theo, đào là ý sự. Nào ủ rộn nào ra nữ khái sự nữ mây mấy ba. Cái người mà đang nhảy là, cái cô gái mà đang nhảy là em gái của bạn có phải không? Đợi, anh hỏi. Bộ sơn này, chữ đại này, đúng không? Của chưa票 là cái gì? Xe tàu hỏa, mấn票 là gì? Vé cửa, phê chi票 là gì? Vé máy bay, xe đỉnh票 là gì? Để xem phim. Đó, thế thôi, ta sang HSK3 nào. Nhanh gọn lẹ. Nhanh gọn lẹ là việc khác. Thực chất rất đơn giản, là tư duy đơn giản thôi, là ta cứ đọc được trả lời được là hiểu, đọc được dịch được là hiểu. Ta thấy là đã không hiểu là đọc dịch nó cũng không ra làm sao cả. Nói là mình cứ thế mà nói thôi. Họ hỏi cái gì thì mình nói đấy. Thì đã gọi là nói thì họ sẽ đưa ra các cái chủ đề đấy. Nhìn chung là do nó mang tính chủ quan của người hỏi.
Chứ còn để mà giới hạn rằng là có những chủ đề nào thì nó có nhiều đâu. Em đã giỏi là cái gì em cũng nói được, tức là em cứ học hết cái quyển này em đủ làm đủ bài tập mà họ giao sách bài tập ấy, tự nhiên cũng nói được. Họ tính toán hết rồi chứ không phải sách này chỉ học, không phải cái bộ sách HSK này là chỉ học học viết mà không học nghe nói nhá. Không có sách nào như thế cả. Họ đều có đầy đủ các cái nội dung cho chúng ta, để mà chúng ta không làm thì chúng ta không giỏi được thôi, chứ còn là họ tính hết rồi đủ rồi. Em là cái lúc mà thi đặt máy hay là thi viết thì tự thầy giáo hỏi hay là Người hỏi chứ, giáo viên hỏi. Máy nào hỏi được mình? Có một công nghệ AI. Trình. Thầy có thể gửi cái bài tí bài học Thì cửa ở thì khảo sát cho thầy đi dạy làm cho mua ở những hiểu số nó tả soạn, tức là cuối tuần đấy thì bạn có dự định gì? Em nào, đọc lại cái tiêu đề cho thầy được. Em cầm mic. thì y cửa châu mua ní hiểu chấn mất tả xoan đọc cả từ mới ạ à? Slide. Y cửa châu mua ní hiểu chấn mất tả xoan Hai bạn đọc vào được. Giản thôi, đọc phải đọc theo thầy các từ châu muộn châu mua tả soạn tả xoan a cân cân ý chữ y chữ yếu xì chô yê cháo chí châu muộn tả xoan a cân ý chữ ý chữ yếu xì yếu xì yếu xì chua Chưa ye về chào 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 chị cháo chí chào chí ừ, cháo chí đào châu mua tả soạn a cân y chữ yếu xì chua ye chào chí gần như chúng ta đọc không sai ở đâu luôn, dễ thế, đọc như người Trung Quốc luôn, đọc có khác cái câu tiểu lợi đâu. Đây, đúng không? Bảo thầy người Việt Nam nói rồi thì còn đấy là cô người Trung Quốc, người ta thấy người ta nói có khác cái cô đâu. Thế nói dễ là hiểu tiếng Trung rất là dễ, không khó như chúng ta thường thường nghĩ. Đầu tiên này phủ xí phụ sĩ nán phang nam phạm bảy phang thủy phạm miền bao miền bao tải tài tỷ thú thủy thú ban bài rồi diệp nữa. phụ sĩ nam phạm bảy phạm miền bao tài tỷ thú ban Học trích được Phủ xí, nán phang, bảy phang, miền bao, tài, tỷ thú, ban. nào. Tiếp theo ta có từ châu mùa chu mạc là cuối tuần, đọc châu mùa Châu thứ hai này châu y Châu y. châu Châu ở châu san Châu sang. châu sử Sử. châu ủ châu liệu Châu châu rử Châu Châu mùa nỉ trắng chùa sớm mơ. Châu để trắng. Chúng ta đọc lại và trả lời luôn câu hỏi cho thầy được. Nhưng mà đọc từ trên xuống dưới đến câu hỏi thì trả lời. Châu mùa, châu y, châu ar, châu san, châu sư, châu ủ, châu liêu, châu rư, châu mua nỉ tráng chua sớm mơ. Châu mua, của nữ ở chi biểu diễn là gì ạ? Biểu diễn Béo dẻ. biểu diễn cái gì Con em nó biểu diễn cái gì nhỉ? Cái gì đón Tết cung 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 chúc Tân Xuân của VTC cung chủ rồi. Xin nhắn cung chúc xin nhắn ừ, đấy. châu mùa Năm mới xin nhắn cung chủ châu y châu a châu sam châu sư châu ủ châu liêu châu rử châu mua nỉ tráng chua sấn mở châu mua quả tráng trái trà chua phạm chả cha trái trà chú phạt ở chua chùa phạt phạm đấy, có phần tập viết thì ta cứ gióng vào ta viết nhá, có thể viết trên lớp được thì tốt, mà không viết trên lớp được thì về nhà viết
Vì cái này ta có thể tự làm được rồi, chứ không có gì không tự làm được nữa. Đọc là chính. Ta có thể đã soạn. Đã soạn. Bi dê khẩu. Bi dê khẩu. Ní hiểu sớm mà đã soạn. Ông hồi đá luôn chứ, tôi trả lời. Đã soạn. Bi dê khẩu. Ní hiểu sớm mà đã soạn. Hồi đá. Tôi xin chào ý cơ công chuộng. Chào ý cơ công chuộng. Thế sao? Là đào đâu tả soạn bì dê hầu ní yêu sơ mơ tả soạn với ta trả lời ủa xẻng công chuộng ủa xẻng chào ý cơ công chuộng mà là ủa xẻng truy công chuộng truy công chuộng là đi làm ờ thế sao a Nǐ huài chī a? Sǎn me bù chī ne? À, tiếp theo Diệp nào. Diệp. Trinh. Sǎn a, nǐ huài chī a? Sǎn me bù chī ne? Ừ. Nào, à, Nhung nào. A. Nghỉ khoai chưa à? Chẩn mơ phút chưa nè? Ừ, trả lời, quên không trả lời. Ờ, hảo, hảo đã. Ờ, tôi ăn no rồi là gì? Wow. Ủa chứ bảo là... No. Đòi nợ mà cuối năm hay đòi nợ hay không nào cân cân đi xem cân của đi xem cân của truy lùi yếu mà truy lùi yếu mà chảo cân chảo cân cao cân xỉa cao cân xỉa ờ cân học ờ em cân lý xem cân của truy lùi yếu mà chảo cân cao cân xỉa cân, ní chẳng cân của truy lùi yếu mà chảo cân, cao cân xỉa à, quên hồi đá, hồi đá ní chẳng cân của truy lùi yếu mà là gì hào hoa xích diện thế sao, là đọc ý chứ Y chứ, nỉ y chứ xua, nán tạo bù chế tớ lời mà? Đọc cho thầy đã. Nỉ y chứ xua. Nỉ y chứ xua. Nán tạo bù chế tớ lời mà? Nán tạo bù chế tớ lời mà? Bù chế tớ lời, đúng không? Em trả lời luôn nhé, đào nào. Y chứ, nỉ y chứ xua, nán tạo bù chế tớ lời mà? Bù lời. Vũ lệnh, xin chào. Diệp. Ồ, hai khởi nghỉ chưa? Ý chứ. Ý chứ xua, nán tạo bù chế tớ lệ mà? Ý chứ xua. Yếu xì. Ờ, tiếp theo, ta có yếu xì. Yếu xì. Ờ, ủa chân bù chứ đạo. Ủa chân bù chứ đạo. Ta chạy nà, ta chạy oán sở mơ yếu xì. 他在玩什么游戏？游戏啊，用。游戏，我真不知道他在玩什么游戏。嗯。游戏，我真不知道他在玩什么游戏。这叫什么作业？ 天哪，作业太多了，太多了，多了一亩，等我多了，等于乘4呢，太多了。作业，天哪，作业太多了。太多了，会太多了，太多了，到了。作业，天哪，作业太多了。
Tiếp theo, cháu chí. Cháu chí. Cao khảo sử chiên khoai tạo lợ. Cao khảo sử chiên khoai tạo lợ. Tha mần tâu khẩn cháu chí. Tha mần tâu khẩn cháu chí. Diệp nè. Cháu chí. Cao khảo sử chiên khoai tạo lợ. Tha mần tâu khẩn cháu chí. Đến Trinh rồi. Ra ngoài cao khảo đó là thi đại học nên vì không phải ta sẽ khảo sư đâu, mà cao là gì, cao từ cao trung, cao trung khảo sư hiểu biết các từ. Phụ sĩ. Phụ sĩ. Tha mỗi tiên đâu yào phụ sĩ cung khở. Tha mỗi tiên đâu yào phụ sĩ cung khở. Cung khở. Cung khở. Phụ sĩ. Tha mỗi tiên đâu yào phụ sĩ cung khở. Cung khở. Cung khở. Phụ sĩ. Tha mỗi tiên đâu yào phụ sĩ cung khở. Cung khở. Nán phang. Nán phang. Nán phang rấn. Nán phang rấn. Hẳn sĩ quan chứ. Hẳn sĩ quan chứ. Khủ qua. Qua. Khủ qua. Qua. Nán phang. Nán phang rấn. Hẳn sĩ quan chứ khủ qua. Qua. Đào nào. Nán phang. Nán phang rấn. Hẳn sĩ quan chứ khủ qua. Khủ qua. Qua. Sĩ. Cung cửa nán phang qua cứ nhớ viết rồi chẳng. Tiếp theo là đọc tiếp bảy phang. Bảy phang. Chưa sư Việt Nam bảy phang tờ thơ sơ trại. Chưa sư Việt Nam bảy phang tờ thơ sơ trại. Tờ là thành thơ. Thơ sơ trại. Thơ sơ trại. Thơ sơ trại. Tiếp theo Diệp nữa. Chưa sư Việt Nam bảy phang tờ thơ sơ trại. Bảy phang, chưa sư Việt Nam bảy phang tờ thơ sơ trại. Bảy Việt Nam thơ sơ trại. Nhiều từ sẽ viết lại. Viết lại để ôn luôn. Cứ viết đi nhá. Có chữ cứ viết. Miễn bao. Miễn bao. Cái sự viết lại đấy là cái sự tính toán của thầy đấy. Tính toán trong một vài bài nó sẽ viết đi viết lại vài lần. Tự nhiên nó sẽ nhớ thôi. Viết một lần mà hùng hục với cả trang nó cũng chẳng có tác dụng gì đâu, nó lại quên. Thế nên chúng ta lý giải ra chúng ta học nhanh thì như thế. Cũng dễ gì đâu. Phải có cách hết để chúng ta nhớ. Thế nào? Của mân cha tư khải chữ. Của mân cha tư khải chữ. Thừa phía ai chứ. Miễn bao. Miễn bao. Miễn bao. Của mình cha tơ miễn bao. Miễn bao. Bơ bao. Miễn bao. Miễn bao. Của mình cha tơ khái chữ thưa bia ai chứ miễn bao. Thì trong đấy miễn là mì nhá. Bao là cái gói. Thì ta sẽ có cái từ mì sợi gọi là miễn khéo đấy, khéo là sợ. Kiểu như bột mì nó gọi là miễn. Thế thì tải, cầm dẫn dắt giải. Đấy là danh từ thì là giải. Động từ là dẫn dắt, ta cũng nói uân tải. Uân tải. Rửa tải. Rửa tải. Ôn tức là ấm áp. Còn rửa là nóng, thì giải ôn đới tức là giải ấm áp, còn giải nhiệt đới tức là giải nóng. Của mình quốc gia chủ ý rửa tải tỷ truy. Của mình quốc gia chủ ý rửa tải tỷ truy. Ta có từ chủ ý là thuộc về, thuộc vu là thuộc về. Chủ ý. Chủ ý. Tải. Quân tải, rửa tải. Của mình quốc gia. Quốc gia. Của mình quốc gia chủ ý. Rửa tay tỷ truy. Tỷ truy. Đào lắm. Tài, quân tài, rửa tài. Của mình quốc gia chủ ý. Rửa tài tỷ truy. Chủ ý.
Suối. À, giờ tự nhiên vào này. Tài này, tài này. Suối. Cái tập viết là in màu được là tốt nhất nhé. Tại sao thầy bảo in màu được? Vì ta sẽ ở đây là có các nét viết này. Cái nét nào viết đến tiếp theo này sẽ là màu đỏ. Nó rất là chi tiết đối với chúng ta đấy. Thì tùy chúng ta thôi, nếu mà ta nhận diện được thì tốt nhất, chứ họ em hiểu là cái bộ này nó chi tiết đến mức là chúng ta biết nét nào trước nét nào sau, họ một tính toán cả rồi. Nên nào là tỷ thủ, sư chia tỷ thủ, tôi muốn mua một trang, sư chia tỷ thủ, bạn Diệp nữa. Diệp tinh nhỉ? Tỷ thú, sư chia tỷ thú. Tôi muốn mua một trang, sư chia tỷ thú. Tỷ thú, sư chia tỷ thú. Tôi muốn mua một trang, sư chia tỷ thú. Rơ tài, tỷ trí, sư chia tỷ thú này. Mãi đang đọc tiếp là đọc ban ban à, tham mẫn sư tham mẫn ban gia công sư ban gia công sư em là sư ngủ ban tham mẫn sư ban gia công sư công sư à, ban tham mẫn sư ban gia công sư công sư à, lại từ cung sư hết rồi mấy từ thôi dần sang phần ngữ pháp bổ ngữ những kết quả tức là biểu thị cái kết quả của động tác hoặc có từ khẩu bổ những kết quả được dùng sau động từ để diễn tả hành động được hoàn thành làm cho người ta cảm thấy hài lòng à. Một bạn đọc với thầy nào bạn đào nào đọc các từ này và dịch nào. Chữ hoàn lơ chua hoàn lơ xỉa hoàn lơ chữ khẩu lơ chua khẩu lơ xỉa khảo lơ xỉa khảo lơ xỉa khảo lơ xỉa khảo lơ nghĩa là gì? Ăn ăn xong rồi. Ăn ăn xong rồi làm xong rồi ạ viết xong rồi ạ viết xong rồi tất nhiên cả hai cột đều là xong nhưng cái cảm giác của từ khảo ấy tức là xong và mãn nguyện hài lòng nhưng từ oán ấy thì nó chỉ là xong nhưng nó chưa bao gồm cái ý nghĩa là có hài lòng hay không nhé yeah. Nếu như làm tốt rồi, làm xong rồi, hai cái khác nhau. Thế còn cấu trúc diễn tả sự phủ định y sẽ mang dễ hoặc tâu kết hợp với từ pu hoặc là từ mấy. Thì pu là phủ định hoàn toàn, còn mấy là phủ định bộ phận. Thì pu nghĩa là không, còn mấy nghĩa là chưa. À, đọc cho thầy cái này là Diệp rồi. Diệp đọc được không Diệp? Trinh thiên tha chuẩn mơ lơ y khẩu phan tâu mấy chữ dịch cho thầy đi dưới có đọc hôm lại. Nay hôm nay anh ấy như thế nào một miếng cơm cũng đều không ăn cô ấy làm sao vậy nhỉ à một miếng tiếp hải sư quấy cha khâu y y truy ý qua dễ bù chua ý đọc lại ý chi khoa ý chi khoa dễ bù chua dễ bù chua dễ bù chua nghĩa là nghĩa là bọn trẻ thì sau khi về nhà một câu cũng không nói sang chúa thiên tha y chen y phu tâu mấy mải hôm qua cô ấy một bộ quần áo thì cũng đều không mua. Được, tiếp theo. Đôi lúc y kết hợp với lượng từ cũng có thể được thay bằng y tiện một chút. Đọc dịch cho thầy cái này nó. Hôm nay chào sang, của y tiện cà phê tâu mấy khưa. Hôm nay sáng, sáng hôm nay tôi một chút cà phê cũng không uống. Ờ
今天早上，女儿一点儿啊，东西，一点东西都没去。sáng hôm nay con gái đồ. Một chút đồ không ăn. Yue tỷ lơ y tiểu chiến đâu mấy yếu ở cuối tháng rồi, tiền cũng không có, một chút tiền cũng không có. Khi vị ngữ là tính từ, cấu trúc y tiểu để hoặc tâu kết hợp với phụ kết hợp với tính từ thường được dùng để diễn tả sự phủ định hoàn toàn nhé. Nhung là thì Nam Phương y tiểu tâu cu lỏng, phía Nam một chút cũng không lạnh. À, khoai khảo sư lơ tha y tiểu tâu cu cháo chữ cháo chí sắp đi rồi, cô ấy một chút cũng không lo lắng. San nhỉ tơ y phủ khẩn peo leng y tiện tâu cu húng, quần áo của bạn rất đẹp, một chút cũng không đỏ. Này không hiểu gì cả. Lại không hiểu câu này ý nghĩa là như thế. Lên từ nà, đừng dùng ở cuối câu. Nà là vậy thì, chỉ kết quả hay nhận xét và nội dung được đề cập trước đó. Vậy thế này à, anh đọc nào. Của bù xẻo chư mì phán. Nà của Wo ye bu chư. Bu chư. Wo ye bu chư. Wo men qu chư mian tiao ba. Thế là Tôi không muốn ăn cơm. Vậy thì tôi cũng không ăn. Chúng ta cùng đi ăn miến ăn mì nhé. Ăn mì nhé. Rồi, tiếp theo lên từ nọ, đọc tiếp ví dụ 2 nào. Ar mama wo bu xi huan xue xi. Mẹ con không thích đi học. Na ye bu neng tian tian wan. Vậy cũng không thể ngày nào cũng chơi được. Đúng rồi. Nào, vậy thì thôi thôi, mình đang ngồi viết chữ đi. Thầy con vớt cái này, thầy đăng lên trên YouTube đã. 15 phút tao ngồi viết chữ nhá. Là các bạn online thì tạm thời thì thoát ra một tí để thầy con vớt cái này đấy nhá. Đào cái việc phía trên nhá. Lão sư cha chen. Đã cha chen rồi. Thôi thì cứ cha chen đi đã nhá. Không gì đấy. Thì người ta ngồi viết chữ đi. Viết xong rồi gửi cho thầy luôn. Lão sư cha chen ạ. Ý chữ nghĩa phụ. Yeah,